Con ơi, cả tứ dư con ăn chí với con bò mẹ con đi vô được con ơi, là con ơi mẹ. Những tiếng gọi con, những tiếng khóc của người cha, mẹ, ông bà. Sau vụ việc ba em học sinh nam học lớp 8 sống ở tổ dân phố Phú Quý và Quyết Thắng thuộc thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị đuối nước thương tâm, khiến ai nghe cũng đau xé lòng. Trước đó, vào chiều ngày 27 tháng 6 năm 2022, ba em học sinh rủ nhau đến khu vực sông Dinh tắm và bị đuối nước rồi mất tích. Người nhà báo lên cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến 1 giờ sáng ngày 28 tháng 6, thi thể của ba em học sinh xấu số được tìm thấy. Được biết, trưa ngày 27 tháng 6, ba em học sinh này đã hẹn nhau đến dự sinh nhật của một bạn học cùng lớp. Cả ba em đều ăn vội bát cơm trưa, soạn sửa quần áo và cùng xin phép bố mẹ đi ăn sinh nhật, rồi sau đó đi tắm sông dẫn đến sự việc thương tâm. Không ngờ, đây là lần cuối cùng gia đình của ba em học sinh được ăn bữa cơm cùng các em. Ông Phạm Hồng Tấu, 86 tuổi, thất thần trước quan tài của người cháu nội. Ở độ tuổi gần đất xa trời, ông Tấu không ngờ lại phải khóc than tiễn đưa người cháu ở tuổi vị thành niên sang bên kia thế giới. Tiếng khóc gọi cháu không thành tiếng, đủ hiểu được sự đau đớn của ông Tấu cùng gia đình đến mức độ nào. Đây cũng là lời nhắc nhở đến các bậc phụ huynh cần quan tâm con nhỏ của mình hơn mỗi khi các bé đi tắm sông, tắm suối, đặc biệt là trong mùa nắng nóng này.